Hello, xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình nghĩ là sau mình đi mua 5 tờ vé số của Naui, mình sẽ cào thử coi có trúng không nha. Mỗi một tờ nó là 2,5 đô, hơn 2,5 đô, 2 đô 6 sen. Mình mua 5 tờ nè. Đó, trúng là trúng được 1 triệu. Nó có từ 2,5 đô trở lên tùy theo, mà mình cào ra nó có 3 con số thì mình sẽ trúng, còn 2 số là bị coi như là không có trúng luôn á. Bắt đầu mình để mình cào thử nha, hy vọng là trúng số. Có một lần mình trúng được 500 Na Uy. 500 Na Uy thì nó được 52-53 đô la. Đây, trúng lớn nhất là 1 triệu. 1 triệu krona. 1 triệu krona là khoảng 100.000 đô la. Mình cào nha. Đây, 250. Thường thường thì mình trúng 25 đồng không à. Cà ri, con số gì nha, con số gì nè. Đây nè, nó có 10.000 nè, 10.000, mà mình thêm được cái một cái số 10.000 nữa thì mình trúng được 10.000. Đây nè, 250, nó có 2 số rồi nè, mình cào được thêm số nữa thì mình trúng được 250. 25 đồng, 25 đồng, hai số, mình cào số nữa là mình quầy vốn rồi. Chật lắm. Ở đây nó có bonus là mình cào, ví dụ nó cũng giống y trên đây đó, có 3 số thì mình sẽ trúng. Hy vọng hoài vốn. Không có trúng luôn. Rồi, tôi luôn. Xong. Một tờ này coi như là đi điếc. 2,5 đô rồi đó. 2 đô, 2,6 đô rồi đó. Etusen. Một tờ lên đường. Lâu lâu mua cho cào cho nó vui. Mình cào tờ thứ hai nha. Hy vọng là trúng nha. Trúng số sang châu Phi thăm David. Tí tu sân et hung. Rồi chật lắc luôn, không có vô cái nào hết. Cào dưới nè. Fanti kru nè. Mình trúng được 50. Này các bạn, mình có 3 số 50 nè. 50 là mình trúng được 5 đô la, là hai là mình được quầy vốn 2 tờ đó. Hy vọng trúng nữa nha. Thấy không các
50-50. Đây là mình trúng được 50-50-50 nè, ba số 50 là mình trúng được 5 đô rồi đó. Rồi về vốn rồi. Chào tiếp, chào tiếp. Chào tiếp nha. Kỳ này chúng nhiều đi Mỹ du lịch. Video ha race to America. Edwin and Milun. Milun is fun. Edwin fan ti corona. Bon, tu sens tu es un joyeux fan. Race to America. Yeah, je suis bien high les autres. Det vill säga om vi ska säga inbyggningsorna. Den kostar. Curry, curry, go, con số gì đây? Con số gì đây? 10 yen. 25, chẳng có trúng luôn. Punus. Có vấn đề đâu. Tuition, 100, tuition, 100. Rồi, lên đường. Em này lên đường rồi. Đây nó ghi nè. Để mình ba con số giống nhau thì mình mới trúng. Hoặc là hai con số giống nhau với lại một cái mặt cười thì mình sẽ trúng. Ví dụ như hai cái 1.000 mà nó có cái mặt cười nữa thì mình trúng được 1.000. 1.000 nó uy là có gần hơn 100 đô à. Đi đi. Tờ này trúng. Tiếp tục, tiếp tục. Cào đi, cào đi. Ăn mi luôn, ăn mi luôn. Hunger, hunger, hunger. Tiên tu sân. Ăn mi luôn. Rồi, lên đường. Hunger, 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 hunger. Hunger. Nice. Nu vad då? Sam, to này chật lắc luôn, không có số. Đó là đó nha. Nó hai số không à? 1 triệu, 1 triệu, hai số nè. Một trăm, 1.000, 10.000, 1 triệu, 10.000, 10.000, 100.000, 100.000. 2 tờ lên đường. Được lỗ rồi đó. Tờ này không có gì nữa là lỗ 3 tờ đó. Lỗ hết 7 đô rưỡi. Hy vọng tờ này nó trúng về vốn. Trời 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 đấy, 10.000, 10.000. 250, 100. Chúng 25 đồng thôi. Ý, 25 đồng lỗ. Phải chúng 100 á. Rồi, chật lắc cái trên. Xui rồi. Rồi, coi như là thua. Rồi, không có số nào hết á. Nó hai số cơ mà. 10.000, 10.000, 100.000. 100, 100, 500, 500. Nó phải ba số mới trúng, mà này nó có hai số rồi. 500, 500, 500.
Giờ mình mất hết 7 đô rưỡi rồi đó các bạn ơi. Trúng được con cờ rồi. Trúng được con cờ 50 rồi. Tờ này trúng 4, tờ này chật lắc. Alo.